Các bác thân mến, ở video clip lần trước em cũng đã test bộ đôi sản phẩm gồm có đôi loa Pol Audio và chiếc âm ly Sansui Alpha 907. Ở video clip đó thì em sử dụng nguồn phát từ trên mạng xuống, đưa xuống âm ly và từ âm ly đưa ra loa. Bác nào xem được ở video clip đó thì các bác cũng đã được nghe và cảm nhận đánh giá về chất âm của bộ đôi sản phẩm này khi phối ghép với nhau. Tuy nhiên ở video clip ngày hôm nay thì em sẽ sử dụng nguồn phát từ chiếc đầu CD. Đó là chiếc đầu Sony D2. Đây là một mẫu model rất là thuận tiện cho các bác trong việc sử dụng khai thác về chiếc đầu này. Thứ nhất, nó vừa chạy CD, thứ hai là chạy đĩa MD và thứ ba là có tính năng giải mạ DAC. Hiện nay thì các bác sử dụng nguồn phát từ trên mạng xuống thì giúp chúng ta có thể nghe đa thể loại nhạc cũng như là những cái ca khúc mà chúng ta yêu thích, là chúng ta muốn nghe ca khúc nào thì chúng ta mở là sẽ có ca khúc đó nghe ngay. Tuy nhiên thì việc sử dụng nguồn phát từ trên mạng xuống thì nó làm cho âm thanh sẽ không được trong trẻo, bóc tách chi tiết hơn. Xin lỗi các bác, nó làm cho âm thanh nó không được trong trẻo, chi tiết, bóc tách như những chiếc đầu chạy đĩa CD được. Do đó thì các bác có thể sử dụng bộ giải mạ DAC của nó, vừa chúng ta có thể nghe nhạc đa thể loại mà hơn nữa thì vẫn đem lại cái độ trong trẻo, chi tiết. Do đó thì các bác cũng nên đầu tư thêm một chiếc đầu Sony như thế này, rất là thuận tiện. Và chiếc đầu này ngoài chạy đĩa MD, CD và giải mạ DAC ra thì nó giúp chúng ta có thể sao chép ghi, tức là các bác có thể thích những ca khúc nào thì chúng ta có thể ghi vào một đĩa, sau đó thì chúng ta mở những cái ca khúc mà chúng ta yêu thích ghi làm chương trình, rất là tuyệt vời. Sau đó thì chúng ta có thể ngồi nghe những ca khúc mà chúng ta yêu thích, sau đó thì rất là thuận tiện. Các bác thấy đây là bộ ba sản phẩm, lát nữa thì em sẽ test âm để cùng các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm của bộ ba sản phẩm này. Các bác thấy đây là đôi loa Pol Audio có model là SDA1. Ở video clip trước thì em cũng đã quay rất là chi tiết rồi về cấu trúc driver, tất cả những sản phẩm còn zin nguyên bản, kể cả gân loa. Các bác thấy tất cả những màng gân của nó thì đều có dập chữ Pol Audio, đều có mã số đầy đủ cả, tất cả sản phẩm đều là zin nguyên bản. Các bác thấy nó sử dụng một bát 30, 4 cái loa chung và 2 cái loa chép. Dòng loa này đem lại cái phần trung âm rất là mạnh, tiếng bát của nó nghe rất là đầm, chép thì rất là tơi, sáng và mịn, nhuyễn, kèm thành rất là chi tiết rõ ràng. Cặp loa này thì thông thường thì có mức giá cao hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì em để cho các bác giao lưu cho các bác cặp loa này với mức giá là 14 triệu đồng. Đôi loa Pol Audio SDA1 của Mỹ có mức giá 14 triệu đồng. Chất âm của những dòng loa Mỹ thì bao giờ nó đem lại âm thanh rất là tuyệt vời rồi. Các bác nghe thấy âm thanh nó sẽ có chiều sâu, rất là lung linh. Chiếc Li Sansui Alpha 907 thì có mức giá là 16 triệu đồng, còn chiếc đầu Sony D2 thì có mức giá là dưới 10 triệu, khá là xa. Các bác có nhu cầu mua sắm những thiết bị như thế này hay là những thiết bị audio khác thì cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và sau đây thì không để các bác chờ đợi lâu nữa thì em sẽ test âm để các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm của bộ ba sản phẩm này. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàn. Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đói rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương chờ, chuỗi ngày tâm tôi vô. Đêm đêm nó ngủ, một mảnh chiếu rách co ro, một thân côi cút không nhà. Thân em lá
cỏ. Bạn thân ai có đâu xa, thần tử con tâm đi là trên phố xa hoa. Mẹ nó không còn nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mưa, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao qua đời khi còn tấm nhỏ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đói rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương chờ. Chuỗi ngày tâm tôi vô, đêm đêm nó ngủ một mảnh chiếu sách to gió, một thân côi cuốn không nhà. Thân em lá cỏ, bạn thân ai có đâu xa, thần tử con tám lê là trên phố xa hoa. Mẹ nó không còn nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mưa, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mưa, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ.